Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Trong sáng nay, hàng ngàn người dân Trung Quốc đã căng sức dọn một khối lượng khổng lồ bùn đất và rác thải khi dư chấn động đất kết đôi với mưa, bão, lũ lụt hoành hành ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Mưa dài ngày đã gây lũ lụt trải dài trên 2.600 km từ Liêu Ninh tới Sơn Đông, Sơn Tây, gây ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng dân cư và làm gián đoạn hoạt động giao thông trong vùng. Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa kết thúc ở đó, khi hàng loạt dư chấn của trận động đất vào 2 ngày trước ở tỉnh Hồ Bắc khiến cho thành phố với gần 500.000 người dân đã ngập trong đống đổ nát do các tòa nhà bị sập. Ngoài ra, do mưa lớn trút xuống ầm ầm trong vài ngày gần đây, khiến vùng đất loang lổ khắp nơi đã làm cản trở công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày, khiến ít nhất 71 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Các lực lượng cứu hộ cho biết, mưa lớn đã khiến các tòa nhà bị hư hại do động đất có nguy cơ đổ sập, chưa kể ảnh hưởng của các dư chấn động đất. Việc sử dụng thiết bị hạng nặng để gạt bỏ đất đá cũng có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân bị vùi lấp bên dưới. Máy xúc và cần cẩu đã được triển khai phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng này. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu nạn nhân bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra trong 2 ngày vừa qua kéo theo 32 dư chấn, phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều cao ốc, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm tại thành phố Meizu và khu vực lân cận cũng đã khiến 24 người thiệt mạng, hơn 855 người bị thương, trong đó có hơn 253 người bị thương nặng và có khoảng 25.000 người phải sơ tán. Bên cạnh đó thì mưa lớn đã khiến nước sông dâng cao và chảy xiết, gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa, đường xá. Gần 100.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ đạt đỉnh tại thành phố Ly Thạch, Sơn Tây, Trung Quốc. Tại đây, khoảng 9.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại sân bay khi khoảng 85 chuyến bay bị hoãn và 15 chuyến khác bị hủy bỏ. Theo sân bay quốc tế Sun News, đến 14h30 theo giờ địa phương, tức 13h30 theo giờ Việt Nam, tổng cộng có 13 chuyến bay phải hạ cánh tại các sân bay thay thế ở Trùng Khánh, Quý Dương, Côn Minh, Tây An, Biệt Dương, Nam Sung và Nghi Tân. Trong khi đó, hơn 1,87 triệu người cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt ở tỉnh Cam Túc, đã khiến 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31.500 người phải sơ tán. Mưa lớn cũng gây lở đất tại huyện Chư Song, cho đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong liên quan đến lở đất. Theo giới chức địa phương, nước lũ tại hai con sông Gia Lăng và Dương Tử đã vượt mức cảnh báo ở mức lần lượt là 5,92m và 3,78m. Mưa lớn ở vùng thượng nguồn các con sông Gia Lăng, Dương Tử, Giang Phố đã gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 6 năm qua. Bộ Kiểm soát Khẩn cấp đã cung cấp các đồ cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm do lũ ở Tứ Xuyên và Cam Túc từ sáng nay, bao gồm 8.000 liều, 8.000 giường gấp và 50.000 áo khoác cùng chăn bông. Đồ cứu trợ cùng các đội cứu hộ đến khu vực lũ và thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên và Định Tây, Cam Túc để phối hợp với các nỗ lực giải cứu người dân gặp nạn. Mưa lớn cũng gây thiệt hại mùa màng và thủy sản cũng như các nhà kính trồng rau và trại gia súc tại tỉnh Tứ Xuyên. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi hàng trăm loại cá biển sâu được cho là mang điềm báo về thảm họa thiên nhiên bỗng trôi dạt vào bờ biển thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, khiến nhiều người lo ngại, bởi loài cá này được xem là nhà tiên tri có thể dự báo thảm họa thiên nhiên khủng khiếp. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin. Theo đó, vào buổi sáng ngày hôm qua, ngư dân ở thị trấn Lục Trấn, tỉnh Giang Tô hoang mang khi chứng kiến hàng trăm cá rồng biển với đủ kích thước khác nhau. Con cá rồng biển dài nhất được ghi nhận 25m phủ trắng cả bờ trông rất kinh dị. Chúng là giống cá có thân dài nhưng trắng, phần thân ngang khá mỏng cùng vây lưng chạy dọc theo toàn bộ chiều dài thân. Hầu như tất cả những số cá này đều chết, một vài con thì trong tình trạng thoi thóp thở. Sự việc lạ lùng này cũng nhanh chóng thu hút các chuyên gia đến nghiên cứu. Theo văn hóa truyền thống của con người Trung Quốc cổ đại, cá rồng dài là loài sinh vật có thể dự báo thảm họa động đất, sóng thần vì chỉ sống ở vùng biển sâu. Một khi người ta phát hiện cá rồng biển ở các vùng nước nông, có nghĩa là có điều bất thường sắp xảy ra. Vì trong lịch sử, sau sự xuất hiện của loài cá rồng biển thì sau đó một tuần xảy ra một thảm họa động đất ở Đường Sơn, Tứ Xuyên cướp đi hơn 87.000 sinh mạng. Hay sự xuất hiện của cá rồng biển năm 2011 ở Nhật củng cố thêm về truyền thuyết này. Cụ thể, năm 2011 trước trận động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật, người ta cũng nhìn thấy cá rồng biển, thảm họa động đất, sóng thần sau đó gây rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, làm hơn 20.000 người chết. Ngay cả tên tiếng Nhật của thông điệp từ cung điện của vua rồng cũng mang ẩn ý về sự liên quan của loài cá này với thiên tai trong quá khứ. Trước sự lo lắng của người dân vì những điềm báo ở Trung Quốc trong những năm gần đây không thể xem thường,
ngay cả những người vô thần cũng phải tâm phục khẩu phục. Và nhất là thời gian gần đây ở Trung Quốc ghi nhận hàng trăm những thảm họa liên quan đến địa chấn. Giáo sư Lin Chun, một nhà địa chắc học tại trường Đại học Bắc Kinh, cũng cho rằng sự lo lắng của cư dân mạng là không cần thiết. Tôi không phải là chuyên gia về cá, nhưng không có tài liệu khoa học nào chứng minh được mối liên kết giữa hành vi của động vật với hoạt động của địa chấn. Không có lý do trị để lo lắng, và cũng không thấy báo cáo cập nhật nào về sự gia tăng của hoạt động địa chấn trong nước những tuần gần đây. Còn về sự việc những con cá giạt bờ và chết thì vẫn chưa được giải thích. Trong một diễn biến khác, vào đêm ngày hôm qua, bầu trời thành phố Thượng Hải xuất hiện sấm chớp dữ dội. Người dân không ngừng chia sẻ trên mạng xã hội rằng, cảnh tượng ngoài trời còn đáng sợ hơn cả trên video. Khi trời đang mưa thì xuất hiện vài tia sét là chuyện bình thường, nhưng điều đó xuất hiện dày đặc với nhiều hình dạng, màu sắc các loại mang điềm báo không lành. Năm nay ở Trung Quốc, tiết kinh chập lại đến thất thường hơn, khi mà nó xuất hiện sẽ lại mang hình thù dị dạng, lúc màu xanh trải dài, lúc màu cam với âm thanh long trời lở đất. Chính nguyệt đã lôi trong văn hóa phương Đông mang điềm báo không lành, đó là những điềm gửi gì? Tháng 6 sẽ đánh xương người chất đống, dự báo năm nay xuất hiện ôn dịch hoành hành, số người nhiễm trên quy mô lớn, thậm chí nhiều tử vong vì dịch bệnh. Có thể thấy, thời gian gần đây đã có quá nhiều cơ chết vì dịch bệnh COVID-19, thảm họa thiên tai không ngừng xảy ra. Trung Quốc hiện tại đang đối mặt với dịch bệnh viêm phổi, lại thêm norovirus gây bệnh viêm dạ dày ruột, dịch cúm gia cầm, dịch hạch cũng chưa có dấu hiệu dứt hẳn, và 400 tỷ con châu chấu đang băng qua Biển Đỏ, tiến vào châu Á, nhắm thẳng Trung Quốc mà lao tới. Có thể nói, năm nay là một năm tai họa và nhiều biến động đối với Trung Quốc. Trong khi đó, một đoạn video 252.000 tia chớp chỉ trong 12 giờ, oán khí quá nhiều, trời thương khóc. Từ 8 giờ tối ngày hôm kia các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và Thượng Hải ở miền Trung Trung Quốc có sấm chớp rền vang, mưa to, gió lớn, số lần chớp giật lên tới 252.000 lần, nhiều người dân đã thức tỉnh. Theo tin tức trên Weibo chính thức của thời tiết Hồ Bắc, tỉnh này đã xuất hiện 44.227 tia chớp trong 12 giờ, sét giữa đám mây là 11.235 lần và sét đánh từ mây xuống đất là 32.969 lần. Ở phía Nam và phía Đông tỉnh Hồ Bắc xuất hiện mưa vừa đến mưa to, mưa lớn cục bộ hoặc mưa xối xả. Trong khi đó, Vũ Hán đã đưa ra 8 cảnh báo thời tiết trong vòng 3 giờ, nội thành nhiệt độ cao 35 độ đột ngột đổi sang mưa to, gió lớn. Một số người dân Vũ Hán biểu thị cảnh tượng tối hôm qua rất khủng khiếp, cửa sổ không ngừng rung lắc và trận mưa lớn đáng sợ nhất kể từ khi sinh ra. Một số người nói rằng tiếng sấm đêm qua không phải làm ầm mà là tiếng động mạnh răng rắc, ánh sáng của tia sét xuyên qua thềm cửa rất chói mắt. Những người khác nói mí mắt dường như chỉ để trang trí, không đeo bịt mắt, không ngủ được, tia chớp như mỗi đợt càng sáng hơn. Theo video, mái nhà của hơn mười mấy hộ dân Trang Nguyên, Sùng Dương, Hàm Ninh, Hồ Bắc đều bị lật tung, đồ đạc và các thiết bị điện trong nhà đều bị đập nát, diện tích hoa màu và hàng trăm nhà kính, trái cây đều bị gió thổi ngã. Có cư dân mạng nói rằng mái nhà ở Ngạc Châu cũng bị thổi tung. Trong khi đó, từ 4 giờ chiều ngày hôm kia đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, tỉnh Hồ Nam cũng trải qua 32.451 tia chớp. Nhiều khu vực như Trường Sa, Thượng Đất Lâu Đề, X, Dương, Trường Gia Giới cũng xuất hiện mưa lớn và mưa đá. Ngoài ra, có video cho thấy những tia sét to phát nổ trên bầu trời đêm Trường Sa như muốn xé toạc một cái cây. Một cư dân mạng nói, sấm ở Trường Sa tối qua cũng rất đáng sợ, cảm giác như muốn nổ tòa nhà ra. Ông trời đang khóc cho những người dân Trung Quốc đã qua đời trong những đợt dịch bệnh lần này. Người người oán trách, người làm việc gì đều có trời cao, chứng giám, khí hậu bất thường, dịch bệnh lây lan không phải là hiện tượng bình thường. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bão cấp 13 có thể thổi bay nhà cấp 4. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận định Noru là cơn bão lớn nhất trong 5 năm trở lại đây, có thể ảnh hưởng đến miền Trung. Như nhận định với diễn biến bão di chuyển nhanh với cường độ mạnh đến cấp 13 trên đất liền thì có thể làm sập, thổi bay nhà cấp 4, làm nguy hiểm đến tính mạng người dân. Do đó, địa phương cần khảo sát để tính phương án di chuyển người dân đến nơi an toàn. Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, ngoài ra cơ quan khí tượng cần tham khảo các mô hình dự báo quốc tế để cập nhật đưa ra dự báo về mức độ ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này đến đất liền. Về đề xuất thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị chức năng sớm gửi hồ sơ bao gồm các đề xuất về thành phần, địa điểm đặt trụ sở để Thủ tướng phê duyệt chậm nhất trong trưa nay. Ngoài ra, Phó Thủ tướng quán triệt các địa phương dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão tạm dừng hoặc hoãn một số cuộc họp không thực sự cần thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó.
Trước mắt, lãnh đạo các tỉnh, thành phố liên quan cân nhắc thời gian cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi và thống nhất một khung thời gian cố định để áp dụng. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian cấm biển có thể vào lúc 6 giờ sáng nay. Theo số liệu báo cáo, hiện còn hơn 900 tàu vận tải hàng hóa, 551 phương tiện thủy nội địa ven biển. Do đó, lãnh đạo chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp có các phương án rà soát đưa tàu về, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng về bờ rồi vẫn bị lật thuyền. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trước khi đổ bộ Philippines, bão đạt sức gió mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17 và ở cấp siêu bão. Sau khi vào đất liền, bão giảm 1-2 cấp do ma sát với địa hình. Dù vậy, sau khi vào Biển Đông, hình thái này được dự báo mạnh trở lại và mạnh nhất ở thời điểm đi qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Lúc này, sức gió mạnh nhất tới cấp 13-14, giật cấp 16. Khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì sức gió mạnh cấp 13 và có thể ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14. Ông Thái thông tin và cho biết đây dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trước mắt, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận ra soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 210.000 hộ, tương đương trên 868.000 người. Trong đó, địa phương trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sẵn sàng phương án sơ tán trên 93.000 hộ với khoảng 369.000 người, tùy theo diễn biến của bão. Cần cấm người dân ra đường khi siêu bão Noru chuẩn bị đổ bộ. Với siêu bão mạnh như Noru, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp khuyến cáo nên cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ để tránh gây thiệt hại về tính mạng. Tại cuộc họp ứng phó với bão Noru của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chiều ngày 25 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo nhận định ban đầu, đây là cơn bão lớn trong vòng 20 năm qua với cấp độ rủi ro thiên tai trên đất liền ở cấp 4. Với mức độ ảnh hưởng như dự báo, kiến nghị chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để ứng phó với bão, ông Hiệp đề xuất. Chuẩn bị sẵn sàng lương thực trong 7 ngày. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cần lên phương án cụ thể sơ tán người dân ứng với kịch bản từng cấp bão, đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm thiết yếu. Nếu bão mạnh cấp 13 trên đất liền, tập trung người dân ở trường học chưa chắc đã an toàn. Vì vậy, cấp cơ sở cần rà soát kỹ nơi tránh trú đảm bảo trên địa bàn, ông Hiệp khuyến cáo. Bên cạnh việc cấm biển, ông Hiệp đề nghị địa phương xem xét cấm đường ở những khu vực bão đổ bộ, vì những khu vực này khi có mưa lớn, đường quốc lộ, đường sắt gần như bị ngập lụt. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng với cơn bão mạnh như Noru, nên cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ để tránh gây thiệt hại về tính mạng người dân khi gió giật sập các biển quảng cáo, mái tôn. Đồng thời với những cơn bão mạnh đến cấp 13, kinh nghiệm cho thấy chắc chắn sẽ gây chia cắt đường đi, liên lạc. Do vậy, lực lượng tại chỗ cần chủ động sẵn sàng trang bị phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men, tối thiểu đủ dùng cho 7 ngày, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất. Khánh Hòa xả nước 6 hồ chứa để ứng phó bão Noru. Tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn trong những ngày tới do bão Noru. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng qua trên địa bàn tỉnh có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn trong những ngày tới do bão Noru đang tiến vào Biển Đông. Tỉnh Khánh Hòa hiện có 19 hồ chứa nước lớn với sức chứa trên 248 triệu mét khối. Trong đó, lượng nước đang có là 171 triệu mét khối, có 6 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ với mức xả không đáng kể, trong đó hồ Suối Châu, thị xã Ninh Hòa xả 42 mét khối trên giây, hồ Đá Bàn, thị xã Ninh Hòa xả 20 mét khối trên giây. Tại Vạn Ninh, hồ Hoa Sơn, huyện Vạn Ninh xả mức 9 mét khối trên giây, các hồ Suối Dầu xả 13,5 mét khối trên giây, hồ Cam Ranh là 17,6 mét khối trên giây và hồ Tà Rục cùng ở huyện Cam Lâm xả 1,2 mét khối trên giây. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang hiện có mực nước 3,67 mét, dưới báo động 1 là 4,36 mét và sông Dinh Ninh Hòa là 3,97 mét, dưới báo động 1 là 0,23 mét. Ban đã cùng với các sở ngành địa phương triển khai các phương án sẵn sàng nhân lực, vật lực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, trực ban 24/24 giờ để ứng phó kịp thời với bão Noru.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, lúc 5 giờ sáng qua có 729 phương tiện và 4.467 ngư dân của Khánh Hòa hoạt động trên biển, trong đó không có phương tiện nào đang ở trong khu vực nguy hiểm. Các phương tiện hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão Noru để có kế hoạch chủ động phòng tránh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng qua, tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Không chỉ tăng cấp rất nhanh, bão Noru cũng di chuyển thần tốc. Trong những giờ qua, bão di chuyển với tốc độ trung bình từ 20 đến 25 km một giờ. Khi vào Biển Đông, bão còn có thể tăng tốc hơn nữa với tốc độ khoảng 25 đến 30 km một giờ. Đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng khoảng 800 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm bão sẽ nằm trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11. Tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng đổ bộ của siêu bão Noru. Cục Hàng không Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang theo dõi sát diễn biến đường đi của bão Noru và trong hôm nay sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ để đảm bảo an toàn hàng không. Bộ Giao thông Vận tải cũng phát công điện yêu cầu các đơn vị liên quan, ngành giao thông các địa phương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão Noru sắp đổ bộ vào đất liền. Tin từ Cục Hàng không Bộ Giao thông Vận tải cho hay, cơ quan này đang phối hợp với đơn vị liên quan thêm đường đi, thời gian đổ bộ của bão Noru vào đất liền để đưa ra quyết định liên quan tới hoạt động hàng không. Chắc chắn phải tạm dừng khai thác một số sân bay trong vùng bão đổ bộ, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, dự kiến chiều nay cơ quan này đã ra quyết định liên quan tới đảm bảo hoạt động bay trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá mạnh nhất 20 năm trở lại đây. Bộ Giao thông Vận tải cũng có công điện gửi các cơ quan chuyên môn của Bộ thuộc lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phía Bắc và dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về ứng phó bão Noru. Dự kiến do ảnh hưởng của bão Noru, từ chiều mai đến ngày kia, khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to, dông kèm gió giật mạnh. Từ 2 ngày tới đến cuối tháng, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Rủi ro thiên tai cấp 4 gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 4 rất lớn. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 lớn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác an toàn bay, không cho phép máy bay cất hạ cánh khi có tình huống xấu của thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão. Cục Hàng hải được yêu cầu nắm chắc số lượng tàu thuyền đang neo đậu tại cảng, vùng nước và hướng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn, không cấp phép cho tàu rời cảng có hướng hành trình đi vào vùng ảnh hưởng nguy hiểm của bão. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống cảng, bến, con người hoạt động trong phạm vi quản lý, sẵn sàng các phương án về lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh. Tổng cục Đường bộ phải chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý tuyến đường bộ trong khu vực ảnh hưởng của bão, bố trí nhân lực, phương tiện để chống ngập lụt, khắc phục kịp thời hậu quả do mưa bão, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nhanh nhất. Cục Đường thủy nội địa, Cục Đường sắt, Sở Giao thông Vận tải cũng được yêu cầu sẵn sàng phương án về nhân lực, phương tiện để ứng phó bão và khắc phục nhanh nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt. Quảng Ngãi, nước sông Trà Khúc dâng cao, 350 hộ dân bị cô lập. Sông Trà Khúc dâng cao đã gây ngập tuyến đường duy nhất nối qua sông và xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch và thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, khiến 350 hộ dân bị cô lập. Hôm qua, mưa lớn đã khiến sông Trà Khúc dâng cao, gây ngập tuyến đường duy nhất nối qua sông Trà Khúc để vào 350 hộ dân. Người dân và học sinh xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch và thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi muốn di chuyển phải đi thuyền qua sông. Tuyến đường duy nhất nối ra giữa sông Trà Khúc vào xóm dân cư đã bị ngập. Ủy ban nhân dân xã Tịnh An đã lập biển cấm qua lại. Trong tình huống đó, người dân phải đi tuyến đường công vụ thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng đã sạt lở hơn 10 mét đường. Người dân cũng không thể qua lại tuyến đường công vụ này vì bị sạt lở do nước sông Trà Khúc dâng cao. Ông Bùi Thanh Bình, 45 tuổi, xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An cho biết, tôi dẫn con đi học về, không có đường qua được nên bây giờ phải ở lại nhà người thân. Một số người không dám về, phải ở lại nhà người quen hoặc bất chấp không mặc áo phao đi thuyền máy qua sông. Nước lũ bắt đầu tràn qua đường vào khoảng 8 giờ sáng qua, chính quyền địa phương đã kéo dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm cấm người dân qua lại.
Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh An cho biết, khi nhận được tin báo nước tràn qua con đường và ốc đảo, thì chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng căng dây, đặt biển cảnh báo. Ông cũng cho lực lượng công an kiểm tra đảm bảo đi lại an toàn. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, ứng phó bão Noru, theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, số tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển là 718 tàu trên 6.441 lao động các ngư trường. Tất cả các tàu thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão, hiện neo đậu tại các bến tàu. Cảnh báo bão Noru chỉ sau cấp thảm họa, nhiều tỉnh miền Trung báo động đỏ. Trước nguy cơ bão Noru tấn công, 4 tỉnh miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, cấp độ rủi ro rất lớn chỉ sau cấp thảm họa. Nhiều tỉnh miền Trung Tây Nguyên phát báo động rủi ro thiên tai cấp 3, cấp độ cam rủi ro lớn. Vào 19 giờ tối qua, tâm bão trên khu vực phía đông đảo Luzon của Philippines do ma sát với đảo nên bão giảm sức mạnh một chút với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 13-14 từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Trước sức càn quét của bão Noru, Philippines đã cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp cao, cấp độ thảm họa. Dự báo sau khi càn quét đảo Luzon trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25 km và đi vào Biển Đông trong rạng sáng nay. Đến 19 giờ ngày hôm nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Thời điểm này, bão đã ổn định sau khi tổ chức lại và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam của đảo Hoàng Sa cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134-166 km/h, giật cấp 17. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 19 giờ ngày 28 tháng 9, tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62-74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8-10 m, biển động dữ dội. Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km, cường độ suy yếu dần. Như vậy, từ khoảng tối mai, bão Noru bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, dự báo vùng đổ bộ trực tiếp có thể từ Đà Nẵng đến Bình Định. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn do cơn bão vẫn duy trì sức mạnh khi áp sát bờ biển nước ta. Trước nguy cơ của bão Noru, cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tại 4 tỉnh gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 4, cấp rủi ro thiên tai rất lớn chỉ sau cấp thảm họa. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3, cấp rủi ro thiên tai lớn. Bão Noru hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 22 tháng 9, tiếp tục mạnh lên thành bão vào ngày 23 tháng 9. Đây là cơn bão khá dị thường khi di chuyển thần tốc, tăng cấp rất nhanh, cường độ thời điểm mạnh nhất xấp xỉ một siêu bão. Trên Biển Đông, Noru dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, tương đương cơn bão Sansine năm 2006, bão Kestana năm 2009 và bão Molave năm 2020. Đây đều là những cơn bão từng thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký công điện số 855 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng, các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công điện nêu rõ, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh, cấp 13, 14, giật cấp 16. Khi đến nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ, có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày hôm nay, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày mai, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Đáng chú ý, trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, đồng thời phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, khẩn trương rà soát kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, chỉ đạo hướng dẫn việc trang chống, bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Thủ tướng cũng chỉ đạo cụ thể Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão lũ, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Cùng với đó, Bộ Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão lũ. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn ra soát phương án chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp các ngành để nhân dân biết, chủ động phòng chống. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng, trời quang mây tạnh vẫn không được chủ quan với bão Noru. Kể lại việc lãnh đạo các tỉnh miền Trung báo cáo trời quang mây tạnh, Thủ tướng lo ngại điều này có thể khiến người dân chủ quan lơ là trước diễn biến của bão số 4 có tên Noru. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Trước những diễn biến phức tạp của bão Noru khi áp sát đất liền, người đứng đầu chính phủ đã dành thời gian chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 4, bão Noru. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió có thể đạt tới cấp 13, 14, giật cấp 16, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo chiều tối ngày mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Trước lãnh đạo, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cơn bão Dorian xuất hiện vào cuối năm 2006 đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, với khoảng 10.000 tỷ đồng ở thời điểm đó. Do đó, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, nhất là tỉnh, thành phố, miền Trung phải tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Thủ tướng cũng cho biết ông vừa gọi điện cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố, miền Trung và được báo cáo là nhiều nơi vẫn trời quang mây tạnh. Điều này có thể khiến nhiều người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đồng thời không để người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến của bão. Trong đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Thủ tướng nêu rõ các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, của nhà nước trong bối cảnh thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng. Siêu bão Noru và dự báo mùa thiên tai khốc liệt. Miền Trung chuẩn bị đón bão Noru, một trong những cơn bão mạnh nhất 20 năm qua đổ bộ nước ta. Tuy nhiên, đây mới là chỉ là khởi đầu của một mùa thiên tai dự báo khốc liệt và dị thường ở miền Trung năm nay. Siêu bão mạnh nhất 20 năm qua, quá nhanh, quá nguy hiểm là cụm từ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về cơn bão Noru đang tiến nhanh về miền Trung nước ta. Hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão vào 3 ngày trước. Bão Noru có một tốc độ phát triển đáng kinh sợ khi chỉ trong 42 giờ đã tăng từ cấp 8 lên cấp 15, giật cấp 17. Cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vận tốc trung bình là 20-25 km/h. Thời điểm áp sát bán đảo Luzon của Philippines, Noru đạt sức mạnh xấp xỉ của một siêu bão, giật trên cấp 17, khiến quốc đảo này phải ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 5, mức thảm họa. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ chiều ngày 27 tháng 9 với cường độ khi gần bờ có thể duy trì cấp 12, 13, giật cấp 14. Bão hướng về các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, bao gồm các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta trong 20 năm qua, tương tự như bão Sansene năm 2006, Kestana năm 2009 hay bão Molave năm 2020. Điều đáng lo ngại, bão đổ bộ ngay khi miền Trung vừa trải qua một đợt mưa lớn cực đoan kéo dài từ 4 ngày nay. Lượng mưa trong 3 ngày, nhiều nơi rất lớn như Sầm Sơn, Thanh Hóa 359mm, Quỳnh Lưu, Nghệ An 279mm, Động Liêu, Hà Tĩnh 269mm, Sơn Nguyên, Phú Yên 256mm, mưa lũ và ngập úng cục bộ đã xảy ra ở nhiều nơi. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, miền Trung đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Đợt mưa lớn cực đoan vừa qua hay tác động của bão Noru chỉ là sự khởi đầu cho một mùa mưa bão được đánh giá khốc liệt ở miền Trung trong năm nay, đỉnh điểm là tháng 10 và tháng 11. Cảnh báo mưa chồng mưa, bão chồng bão. Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến tháng 12 năm 2022, La Nina tiếp tục duy trì với xác suất 80-90%. Thông thường một chu kỳ La Nina kéo dài 2 năm, chu kỳ lần này đã bước sang năm thứ 3, đây là một điều rất hiếm gặp. Ông Lâm chia sẻ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến hết mùa mưa bão, Biển Đông có thể xuất hiện 5-7 cơn bão áp thấp nhiệt đới tính cả bão Noru. Trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, không loại trừ khả năng đến tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Những năm có La Nina tác động, mưa bão thường dồn dập vào cuối năm, trong đó nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão mạnh, trái quy luật dị thường. Bão dồn dập kết hợp với điều kiện địa hình và không khí lạnh đến sớm, khiến miền Trung có thể đối mặt với thiên tai khốc liệt với nguy cơ bão chồng bão, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ như từng xảy ra năm 2020, cũng là một năm La Nina tác động, gây ra nhiều thiên tai kỷ lục và thiệt hại thương tâm ở các tỉnh miền Trung.
Vì sao bão Noru mạnh lên trước khi đổ bộ miền Trung? Chuyên gia cho biết khi vào đến khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa, bão gặp điều kiện thuận lợi để mạnh trở lại cấp 13-14 trước khi tiến vào đất liền từ Đà Nẵng đến Bình Định. Tối qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Noru đã bắt đầu giảm cấp khi quét qua phía đông nam đảo Luzon, Philippines. Lúc 19 giờ, sức gió duy trì ở cấp 13-14, giật cấp 16, giảm một cấp so với 3 giờ trước. Ngay khi vào Biển Đông ngày hôm nay, bão tiếp tục giảm cường độ xuống cấp 13, giật cấp 16. Tuy nhiên, quá trình di chuyển trên biển, hình thái này có xu hướng mạnh trở lại. Thời điểm cơn Noru đạt cường độ mạnh nhất trên Biển Đông là tối ngày mai, khi tâm bão còn cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định 300 km. Lúc này, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Như vậy, bão tăng một cấp khi vào sát bờ. Trong khi đó, mô hình dự báo của trang TSR cho thấy bão có giai đoạn giảm cấp từ Cat 4 212 km/h xuống Cat 1 130 km/h sau khi quét qua Philippines và vào Biển Đông. Sau đó hình thái này mạnh dần trở lại và đạt đến Cat 3 185 km/h khi áp sát đất liền vào ngày mai. Như vậy, theo mô hình này, bão Noru có thể tăng 2 Cat, tương đương 2-3 cấp từ cấp 13 lên cấp 15-16 khi vào gần đất liền Trung Bộ. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định thời điểm vào đến phía nam của đảo Hoàng Sa, bão ở giai đoạn trưởng thành, có nhiều điều kiện khiến bão mạnh trở lại. Theo chuyên gia, nhiệt độ về mặt nước biển, khu vực này tương đối cao. Việc di chuyển trên vùng biển ấm thuận lợi cho sự mạnh lên của bão. Đồng thời, các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão hoạt động cũng thuận lợi để hình thái này tích tụ năng lượng và mạnh lên khi vào gần bờ. Sau đó, khi bắt đầu có ma sát, bão có thể ảnh hưởng đến đất liền với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14. Với cường độ trên, người dân có thể hình dung sức gió khi đổ bộ vào Noru trong những ngày tới tương đương với bão Sansene vào tháng 9 năm 2006, bão Kesana vào tháng 10 năm 2009 hay gần nhất là bão Molave vào tháng 10 năm 2020. Chuyên gia cảnh báo 4 địa phương khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 tỉnh, thành phố có thể ảnh hưởng gián tiếp là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Kon Tum. Dự báo ban đầu cho thấy 2 ngày tới, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên có thể hứng lượng mưa lớn lên tới 150-300mm một đợt, có nơi trên 350mm. Với mưa rất lớn trút xuống trong thời gian ngắn, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Từ đêm mai đến ngày hết tháng, mưa lớn cũng trút xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng mưa tương tự như trên. Trong bản tin lúc 20 giờ tối qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Tối nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16. Hình thái này sau đó giữ vận tốc, đi thẳng theo hướng Tây và có xu hướng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày mai, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Nam của đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc, hướng đi và tiến vào đất liền Trung Trung Bộ. Dù vậy, ngay từ tối và đêm mai, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng từ bão. Để chủ động ứng phó với bão Noru, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công điện ứng phó khẩn cấp với cơn bão Noru, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể tại đơn vị để vận dụng phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng phương án ứng phó với bão. Theo dự báo, siêu bão Noru, bão số 4 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh đang tiến vào Biển Đông, hướng vào các tỉnh miền Trung nước ta. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí bám sát thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và các bộ, ngành, địa phương tăng cường cập nhật thông tin kịp thời chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác ứng phó của các cấp, ngành, khuyến cáo, hướng dẫn để người dân biết chủ động phòng chống bão, mưa lũ, cũng như tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo an toàn cho phóng viên tác nghiệp đưa tin về cơn bão, mưa lũ.
Theo đó, ưu tiên tập trung thực hiện, triển khai và thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và trực ứng cứu thông tin 24/24, theo dõi sát tình hình diễn biến của bão tại các khu vực ven biển và mưa lũ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới và thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác phòng chống bão, mưa lũ và công tác tìm kiếm nạn nhân về ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Thông tin Truyền thông. Cục Viễn thông tham gia đầy đủ công tác họp báo về ứng phó với bão do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức, là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến của bão, tham mưu cho lãnh đạo các bộ, phương án chỉ đạo ứng phó với bão, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin đến các thuê bao trong vùng ảnh hưởng của bão khi có yêu cầu từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo diễn biến của bão, chỉ đạo ứng phó với bão, mưa, lũ để chính quyền các cấp ở địa phương và người dân theo dõi, cập nhật thường xuyên, trong đó đặc biệt chú trọng đưa các tin bài cảnh báo người dân về nguy cơ diễn ra mưa lũ sau bão và phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh do lũ ngập lụt. Cục Thông tin cơ sở chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh không dây đưa tin cảnh báo dự báo về bão, mưa lũ và chỉ đạo ứng phó của chính quyền để người dân biết và chủ động phòng tránh. Cục Bưu điện Trung ương đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ứng phó với bão, mưa lũ khi có yêu cầu. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố và các đài truyền thanh cơ sở cập nhật bản tin dự báo bão từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tăng cường thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo bão, mưa lũ để thông báo kịp thời cho người dân chủ động phòng chống, đặc biệt là công tác ứng phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra và công tác di dời dân ở các vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tập trung triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó bão, mưa lũ, lên phương án ứng cứu thông tin khi có sự cố xảy ra, tập trung gia cố lại toàn bộ nhà trạm, cột cao, cột anten thuộc các hệ thống đài phát thanh, đài thu vô tuyến, các hệ thống truyền dẫn và mạng ngoại vi có khả năng bị ảnh hưởng của bão, bổ sung kịp thời các thiết bị dự phòng trên mạng lưới như thiết bị nguồn điện, máy nổ, nhiên liệu máy nổ, ắc quy cho các đơn vị trên địa bàn dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến bão, mưa lũ, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về Bộ Thông tin và Truyền thông. Bão số 4 Noru khả năng mạnh thêm, nhiều tỉnh nằm trong vùng cảnh báo đỏ cấp rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ. Đối với bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, phá hủy môi trường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay ngày 26 tháng 9, bão số 4 Noru đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, từ 118 đến 133 km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km có xu hướng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 13 từ 134 đến 149 km/giờ, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28 tháng 9, bão số 4 ở trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, từ 103 đến 133 km/giờ, giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi sâu vào đất liền, khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, bão Noru là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansene tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kestana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là cấp 4, màu đỏ rất lớn. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai là cấp 3, màu da cam. Tại Việt Nam có 5 cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 5 là cao nhất, mức thảm họa màu tím. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với bão đồng nghĩa là bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng, gây đình trệ các hoạt động kinh tế xã hội khác, mất mát lớn về tài chính, môi trường bị hóa hủy, để lại hậu quả lâu dài, khó có khả năng hồi phục, ông Khiêm cho hay. Do ảnh hưởng của bão số 4 Noru, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa to, rất to, với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bão Noru duy trì cường độ mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Dự báo của Việt Nam cũng như quốc tế đều nhận định bão Noru sẽ duy trì cường độ mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Khu vực dự báo bão đổ bộ là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Sáng nay ngày 26 tháng 9, tại cuộc họp giao ban công tác ứng phó với bão Noru và mưa lũ ở miền Trung của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay bão Noru đã vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Chiều tối và đêm qua 25 tháng 9, khi bão Noru đổ bộ vào đất liền Philippines, cường độ có giảm xuống một chút. Rạng sáng nay, bão Noru vào Biển Đông lại có xu thế mạnh lên. Tất cả các dự báo của Việt Nam cũng như quốc tế cập nhật đến sáng nay đều nhận định cường độ cơn bão này là mạnh. Về dự báo, quỹ đạo bão khá ổn định, nhưng về cường độ rất tiếc không có dự báo nào cho thấy bão giảm cường độ khi tiến gần đất liền Việt Nam, ông Khiêm thông tin. Cũng theo ông Khiêm, khi bão vào Biển Đông, có các yếu tố tác động đến cơn bão, trong đó có yếu tố năng lượng là nhiệt lực và động lực. Nhiệt lực thì hiện nay bề mặt nước biển đang rất cao, độ ẩm lớn, động lực tạo ra xoáy thì hiện nay có gió Tây Nam phía dưới và gió Đông Bắc phía trên. Các yếu tố này đã làm cho bão duy trì cường độ mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đánh giá bão số 4 có cường độ lớn, đặc biệt khi bão đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ đạt cấp 13-14. Cường độ bão này duy trì khi đi vào vùng biển Quảng Bình đến Ninh Thuận, ông Khiêm nói. Cơ quan khí tượng nhận định khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Đây là khu vực vùng biển thoáng, do đó gió mạnh do bão trên đất liền ven biển có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15. Chúng ta vẫn còn thời gian đến sáng mai cập nhật các số liệu dự báo để điều chỉnh đưa ra con số cảnh báo sát nhất. Thời điểm hiện tại chúng tôi đưa ra con số cảnh báo như vậy là cao nhất. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng của Mỹ, của Trung Quốc tính toán theo thang cấp độ gió 1 phút thì họ còn đánh giá bão đang ở mạnh cấp 15-16, cao hơn số liệu của chúng ta 1-2 cấp. Ông Khiêm nói thêm, do ảnh hưởng của bão từ nay đến ngày 27 tháng 9, bắt đầu có gió mạnh trên vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông. Đối với vùng biển ven bờ, dự báo chiều đến đêm ngày 27 tháng 9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định sẽ bắt đầu có gió mạnh. Đến rạng sáng và trong sáng ngày 28 tháng 9 là thời điểm trên đất liền khu vực trên chịu tác động gió mạnh nhất. Về nhận định mưa, ông Khiêm đưa ra dự báo, tổng lượng mưa cả đợt tương đối lớn, mưa trải dài từ Bắc Trung Bộ đến Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, thời gian mưa khác nhau. Cụ thể, từ chiều ngày 27 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, mưa tập trung tại khu vực bão đổ bộ là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Phú Yên. Mưa cũng xuất hiện ở phía Bắc của Tây Nguyên là Kon Tum và Gia Lai. Còn khu vực từ Quảng Trị trở ra các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, mưa sẽ xuất hiện từ khoảng ngày 28 đến ngày 30 tháng 9.
Tổng lượng mưa ở các khu vực trên dao động khoảng từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi lượng mưa còn cao hơn. Bão số 4 đi nhanh, cuộn vào trong. Mặc dù lượng mưa chỉ trên 100mm nhưng do mưa tập trung trong thời gian ngắn nên có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ông Khiêm lưu ý. Với lượng mưa dồn dập như vậy, ông Khiêm cũng đã đưa ra cảnh báo lũ lớn trên các sông tại khu vực trên. Cụ thể, nếu mưa lên tới 200-300mm thì một trong số sông ở khu vực trên lũ có thể lên mức báo động 2. Nếu mưa lên tới 400mm thì lũ có thể lên tới báo động 2, báo động 3. Từ các số liệu phân tích ở trên, ông Khiêm lưu ý các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, cấp độ rủi ro thiên tai vẫn duy trì ở cấp 4, còn các khu vực khác cấp độ rủi ro thiên tai thấp hơn ở cấp 3. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị địa phương phải thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão số 4 và mưa lũ ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản tiếp tục theo dõi sát các tàu thuyền hoạt động trên biển để nắm bắt tình hình, đôn đốc các tàu này vào nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Luận lưu ý, Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các địa phương phải tuyên truyền cho người dân tại các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản phải sơ tán sớm trước khi bão đổ bộ, có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản. Dự báo khu vực trên sẽ có mưa to đến rất to, ông Luận lưu ý Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần rà soát nhằm đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, hồ chứa thủy lợi và sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đề nghị các đơn vị cử các đoàn công tác tham gia đoàn công tác tiền phương do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng ban đặt tại Đà Nẵng. Dự kiến sáng ngày 27 tháng 9, Phó Thủ tướng sẽ vào Đà Nẵng. Các đơn vị như Biên phòng, Cứu hộ, Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Thủy sản chủ động vào để tham gia cùng đoàn của Phó Thủ tướng đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4, ông Luận nói. Bão Noru di chuyển nhanh vào đất liền, vẫn ở cấp 13. Theo chuyên gia, dự báo khi vào đất liền các tỉnh miền Trung vào đêm ngày 27 tháng 9, bão số 4 Noru vẫn duy trì cường độ rất mạnh cấp 12-13. Chiều ngày 27 tháng 9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc gặp mặt báo chí để thông tin về diễn biến cơn bão số 4, bão Noru. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá bão số 4 là cơn bão rất mạnh. Thống kê gần đây cho thấy đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ của Việt Nam. Cơn bão này mạnh tương đương cơn bão số 6 Sansene tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kestana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020, ông Hưởng nói. Tốc độ di chuyển của cơn bão số 4 khá nhanh, trung bình khoảng 20-25 km/h. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nên ngay khi bão vừa vào Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin bão khẩn cấp. Dự báo trong 24-48 giờ tới và cả sau giai đoạn 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km/h, cường độ bão đạt mạnh nhất khi ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa ở mức cấp 14 giật cấp 16. Cũng tại cuộc làm việc, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin khu vực bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền được tính từ nơi có tác động gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Theo đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên là khu vực chịu tác động trực tiếp của bão số 4. Trong đó, trọng tâm ảnh hưởng của bão là 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, bán kính của bão rộng cũng ảnh hưởng đến các khu vực phía Bắc Quảng Trị và phía Nam Bình Định. Theo dự báo, đêm ngày 27 tháng 9 đến sáng ngày 28 tháng 9, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền khu vực này. Thời điểm này, trên đất liền cần lưu ý các hoạt động để tránh thiệt hại về người và tài sản, ông Khiêm nói. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thêm, cường độ bão số 4 vẫn duy trì khá mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Cụ thể, khi bão vào vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định vẫn ở cấp 13-14, khi vào đất liền bão có giảm nhưng vẫn ở cường độ rất mạnh 12-13. Sau khi đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, bão sẽ đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.
Vào hồi 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc, 117,0 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 230 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10 giật cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng mạnh thêm đến 13 giờ ngày 27 tháng 9. Vị trí tâm bão vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 111,8 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Siêu bão Noru, cán bộ gõ cửa từng nhà, yêu cầu ký cam kết sơ tán. Chính quyền sẽ lo ăn uống cho những hộ thuộc diện di dời, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước siêu bão Noru. Trong sáng ngày 26 tháng 9, nhiều địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu người dân ký cam kết chấp nhận sơ tán trước thời điểm siêu bão Noru đổ bộ để đảm bảo an toàn tính mạng. Tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, cán bộ phường rà soát vận động những hộ dân có nhà tạm không kiên cố đến nơi an toàn trú bão. Các gia đình buộc di rời thuộc diện nhà cửa tạm bợ không đảm bảo khi bão đổ bộ, buộc ký cam kết chấp nhận sơ tán trước 17 giờ ngày 26 tháng 9. Ký cam kết chấp hành sơ tán và di rời, anh Đinh Công Thành, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà chia sẻ, dự báo bão Noru mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây nên gia đình tranh thủ gửi con ở nhà người thân. Tôi và vợ sẽ dọn dẹp, kiên cố tài sản trước khi di tản vào 17 giờ hôm nay như đã cam kết. Ông Phan Hoàng Thủy, cán bộ phường Thọ Quang cho biết ngay từ sáng sớm, cán bộ phường đã giúp vận chuyển tài sản của dân đến nơi an toàn trú bão. Mọi công việc sẽ hoàn thành trước 5 giờ chiều nay. Chính quyền sẽ lo ăn uống cho những hộ thuộc diện di rời. Trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ông Thủy thông tin. Trong khi đó, tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, nhiều hộ thuộc diện neo đơn nhà cửa không đảm bảo đã liên hệ với chính quyền địa phương, được dân quân tự vệ hỗ trợ ngay sau đó. Trung tá Nguyễn Công Nhân, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự quận Sơn Trà cho biết lực lượng đã chia từng nhóm nhỏ để hỗ trợ chằng chống nhà dân được nhanh nhất. Tại 4 phường giáp biển ở quận Sơn Trà, lực lượng vũ trang đã chuyển hơn 100 thúng của ngư dân lên bờ an toàn. Ngoài ra, các lực lượng báo cáo lên nhà sập, siêu vẹo là khoảng 40 hộ, Trung tá Nhân thông tin. Sáng cùng ngày, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành phương án và đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Noru. Cụ thể, Sở Công Thương lên phương án cho 2 trường hợp bão cấp 12-13, bão rất mạnh và bão cấp 14-17, siêu bão. Trường hợp bão rất mạnh cấp 12-13, Đà Nẵng dự kiến sơ tán 32.248 hộ dân trên 108.456 người. Số hộ dân sơ tán là 25.448 hộ, sinh viên công nhân là 6.800 hộ. Dự kiến định mức hỗ trợ là 385.000 một hộ. 4 mặt hàng sữa, các loại mì, tôm, trứng, nước uống dùng cho 3 ngày. Kinh phí dự kiến 12,42 tỷ đồng. Trong trường hợp siêu bão, bão cấp 14-17 dự kiến sẽ sơ tán 173.447 người, tương đương 46.900 hộ dân. Số hộ dân là 38.125 hộ, sinh viên công nhân 8.775 hộ. Với mức hỗ trợ 385.000 đồng một hộ, đảm bảo 4 mặt hàng thiết yếu gồm sữa tươi, mì tôm, trứng, nước uống, tổng kinh phí dự kiến là 18,1 tỷ đồng. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện khi có nhu cầu cần hàng hỗ trợ cho người dân, tùy theo tình hình thực tế phát sinh chủ động liên hệ với các nhà cung ứng. Theo thông tin, Sở cung cấp thông tin các đầu mối cung ứng, phân phối toàn thành phố để mua hàng hỗ trợ cho người dân. Các nhà cung ứng có trách nhiệm dự trữ hàng hóa, khi có yêu cầu cung cấp thì vận chuyển hàng hóa đến các quận, huyện theo số lượng đã phân bổ hoặc theo nhu cầu thực tế. Bão số 4 Noru khả năng mạnh thêm, nhiều tỉnh nằm trong vùng cảnh báo đỏ, cấp rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ đối với bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, phá hủy môi trường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay ngày 26 tháng 9, bão số 4
Noru đang ở vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 210 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 13, từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28 tháng 9, bão số 4 ở trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, bão Noru là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansene tháng 9 năm 2006, bão số 9 Ketana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là cấp 4, màu đỏ rất lớn. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai là cấp 3, màu da cam lớn. Tại Việt Nam có 5 cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 5 là cao nhất, mức thảm họa màu tím. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với bão đồng nghĩa là bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng, gây đình trệ các hoạt động kinh tế xã hội khác, mất mát lớn về tài chính, môi trường bị phá hủy, để lại hậu quả lâu dài, khó có khả năng hồi phục, ông Khiêm cho hay. Do ảnh hưởng của bão số 4 Noru, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 400 mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bão có thể mạnh thêm khi gần Hoàng Sa. Trưa nay, tâm bão cách Hoàng Sa 650 km, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 12, 133 km/h, nhưng khả năng mạnh trở lại cấp 13 khi gần quần đảo này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua, bão di chuyển được 160 km giữa hướng Tây. Đến 10 giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 118-133 km/h, cấp 12, giảm một cấp so với sớm nay. Ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km, gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo ngày và đêm nay, bão chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng mạnh thêm do được tiếp năng lượng từ vùng biển ấm. Đến 10 giờ ngày mai, tâm bão ở đông nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh trở lại 134-149 km/h, cấp 13. Bắc và giữa Biển Đông gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa đang mưa bão, gió mạnh dần từ cấp 8 đến 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 12,5 đến 20, phía đông kinh tuyến 110. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Hôm nay, các đài quốc tế nhận định giống nhau về hướng đi và khu vực đổ bộ của bão Noru là Đà Nẵng, Quảng Nam. Tuy nhiên, cường độ khác nhau, đài Nhật Bản dự báo duy trì sức gió 144 km/h trong hôm nay, ngày mai khi vào gần bờ tăng lên 162 km/h. Đài Hồng Kông cho rằng bão sẽ vào đất liền với sức gió mạnh nhất là 175 km/h. Trước đó, lúc 4 giờ sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão nằm trên vùng biển phía tây đảo Luzon, Philippines, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 810 km, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 14.
bão gây gió mạnh ở biển miền Trung từ trưa mai. Dự báo trưa ngày 27 tháng 9, ngoài khơi từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm, Lý Sơn, sẽ có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng cao 1 đến 1,5 mét, ngập úng vùng trũng ven biển cửa sông. Gần sáng ngày 28 tháng 9, ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Kon Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần từ cấp 6 đến cấp 9, giật cấp 11. Mưa sau bão mở rộng đến đồng bằng Bắc Bộ. Hôm nay, Đài Khí tượng Việt Nam đã dự báo chi tiết về lượng mưa. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, mưa 250-350mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bốn địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định dự báo chịu rủi ro thiên tai cấp độ 4, cao nhất là cấp 5 thảm họa. Năm tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai chịu rủi ro cấp 3. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ 26 tháng 9, có 177 tàu cá với hơn 1.390 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão. Đông nhất là Quảng Ngãi 87 tàu, Bình Định 65, Quảng Nam 18 và Đà Nẵng 7. Các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán hơn 860.000 dân. Trong đó, 4 tỉnh thành dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sơ tán 368.000 dân. Hôm nay, các địa phương sẽ ra lệnh cấm biển, cấm đường cho học sinh nghỉ học. Ban chỉ huy chống bão ở tiền phương được thành lập ở Đà Nẵng. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng nay, sau khi nghe nhiều địa phương báo cáo trời quang mây tạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và người dân tuyệt đối không chủ quan ứng phó bão theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Các địa phương khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè nuôi trồng thủy sản, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Noru là cơn bão thứ tư vào Biển Đông cho năm nay. Từ lúc hình thành đến nay, các đài Hồng Kông, Nhật Bản chưa nhận định Noru là siêu bão. Riêng đài Philippines cho rằng từ 5 giờ đến 14 giờ ngày 25 tháng 9, khi cách đảo Luzon khoảng 300 đến 500 km về phía đông, Noru mạnh siêu bão trên 184 km một giờ vào đảo giảm cấp. Các chuyên gia đánh giá Noru có hình thái tương tự như bão Sansene đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam với sức gió cấp 13, giật cấp 14 tháng 9 năm 2006. Bão Sansene đã làm 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị hư hỏng, gần 1.000 tàu thuyền bị chìm và hư hại.